Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập thứ tư, hay là chapter thứ tư á, của series Kỷ Nguyên Diệt Vong. Nếu các bạn nào chưa biết thì đây là bộ truyện tranh của một người chơi tên là The Judge Holden, viết về cuộc hành trình của anh ta trong server Minecraft không luật lệ lâu đời nhất của thế giới 2B2T. Thì ở tập 3 chúng ta đang dừng lại ở đoạn mà Judge sau một chặng đường dài đã quyết định xây nên một căn cứ cho bản thân anh ta. Nhưng thật không may, anh ta đã bị bao vây bởi rất là nhiều những con creeper, và những con creeper này đã nổ tung hoàn toàn căn cứ mà anh ta mới xây nên. Trong lúc căn cứ bị nổ tung, Zed cũng không may mắn cho lắm. Anh ta nhận cả một vụ nổ vào người, hất văng Zed xuống cái hang động ngay phía bên dưới. Tại sao lại có đông creeper đến như vậy? Anh ta hoảng sợ. Cho dù đã ở dưới hang, những con creeper vẫn cố gắng đuổi theo Zed. Với tài nghệ bắn cung bẩm sinh của mình, anh ta đã hạ gục được một con. Nhưng không may, từ phía sau đột nhiên xuất hiện thêm một con creeper khác và nổ tung anh ta văng ra khỏi cái hang động này. Bộ giáp của Zed đã bị hư hại nặng nề. Anh ta đứng dậy và phủi bụi trên người mình với một tư thế vô cùng kỳ cục, và Zed lên đường tìm kiếm một khu vực mới. Chỉ mới 100 block cách xa khỏi căn nhà cũ, Zed chợt phát hiện ra một số thứ mà những người chơi khác để lại. Anh ta nói rằng, lạy chúa, có người chỉ ở cách nhà mình dưới 100m thôi sao? Có lẽ là mình nên để ý nhiều hơn. Zed quyết định xây nên một căn cứ gần khu vực này, và anh ta dùng căn cứ này để làm mồi nhử cho những người khác không may tới đây. Anh ta đặt những cái bẫy TNT dọc đường của căn cứ và đặt tên căn cứ này là Jill Ghost. Anh ta nói rằng, ha, sẽ không có ai có thể cản lại được bản thân vào căn cứ này đâu, và sẽ không có ai sáng suốt như mình cả. Sau đó Zed lại tiếp tục đi khai thác để có thể có được nhiều nguyên liệu hơn giúp anh ta có thể xây dựng. Rồi đột nhiên, cả thế giới 2B2T có một chấn động mạnh. Kết cấu của thế giới bắt đầu bị nứt vỡ, sấm sét đánh xuống khắp nơi. Môi trường bắt đầu rạn nứt, có vẻ như có một sự kiện gì đó vô cùng kinh khủng đang diễn ra tại thế giới này. Chỉ trong vòng một chớp mắt, Zed ngay lập tức bị dịch chuyển đến một nơi nào đó. Anh ta tự hỏi rằng, cái gì vậy? Ở gần anh ta cũng có một người chơi khác đang cố gắng leo lên một đỉnh núi gần đó. Người chơi đó hô to, thế giới này và những người chơi bên trong nó tất cả đều đã bị sụp đổ. Tất cả mọi vùng biển đều đã bị đóng băng. Trong lúc đó thì Zed bắt đầu chạy thật nhanh để thám thính khu vực. Anh tự nghĩ trong đầu rằng, khu vực spawn đã bị dịch chuyển rồi sao? Hay đây là một thế giới mới? Đây có phải là một thế giới mới không? Anh ta liên tục chạy và những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của anh. Không còn cách nào khác, Zed đành phải đi tới một phế tích gần đó để nương náu qua đêm nay. Anh ta lại phải bắt đầu lại từ đầu, không có một nguồn nguyên liệu, không có một cây gỗ nào xung quanh. Anh ta đào hầm trú ẩn cho mình bằng tay ngay phía bên dưới phế tích kia. Và vừa xong hầm trú ẩn thì trời cũng đã sáng. Anh ta chợt nhận ra có một thứ vô cùng kỳ lạ. Tuyết bắt đầu rơi ở sa mạc, mặt hồ thì bắt đầu đóng băng. Anh ta nhìn xung quanh và nói, ôi chúa ơi, thế giới này thật là hỗn loạn. Thật may mắn, thế giới của 2B2T vẫn còn đó, vẫn là một thế giới cũ, nên anh ta đã có khả năng đi tới được căn cứ tọa độ cũ của mình. May mắn quá, hầu hết mọi thứ vẫn còn ở đây. Zed mở cửa và thấy cái rương nguyên liệu trong phòng của mình vẫn còn, và cười lên một tiếng thật lớn. Và đây là kết thúc của tập thứ 4. Tập thứ 5 và tập thứ 6 sẽ là một tập gộp lại với nhau, nên là anh em hãy đón chờ nhé, có thể là tuần này hoặc là tuần sau. Cảm ơn mọi người đã xem video này, và đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.